Thưa quý vị, tối nay, cầu truyền hình đặc biệt dưới lá cờ quyết thắng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tại 5 điểm cầu Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Anh Bẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban bộ ngành địa phương, các đoàn thể, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Cầu truyền đặc biệt dưới lá cờ quyết thắng lấy ý tưởng từ lá cờ quyết chiến quyết thắng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho quân đội ta vào ngày 22 tháng 12 năm 1953. Đây là giải thưởng luân lưu, lá cờ khích lệ toàn quân vượt gian khó, dẫn đường cho các đơn vị xông lên vượt qua đạn bom, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cầu truyền hình trực tiếp diễn ra tại 5 điểm cầu, trong đó điểm cầu sân khấu chính là tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các nội dung tại 5 điểm cầu ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh về bản hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cầu truyền hình đặc biệt đưa khán giả quay lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. 9 năm kháng chiến làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Mốc son bằng vàng trong lịch sử dân tộc, bài học về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên cả nước, điểm cầu Thanh Hóa được tổ chức tại quảng trường Lam Sơn với quy mô 3.000 đại biểu và khán giả. Tham dự điểm cầu Thanh Hóa có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Qua 5 điểm cầu, bức tranh về chiến thắng lịch sử được tái hiện chân thực và toàn cảnh, không chỉ ở Điện Biên mà còn trên khắp cả nước. Tại điểm cầu Sứ Thanh tái hiện một cách sinh động khung cảnh hướng về tiền tuyến, dân công vận chuyển lương thực bằng xe đạp thổ, vượt qua mưa bom bão đạn lên chiến trường, đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đại biểu tham dự cũng đã được gặp lại những nhân chứng lịch sử đã đi qua những ngày khoét núi, mưa hầm, mưa dầm, cơm vắt. Đó là những năm tháng hào hùng để lại những ký ức không thể nào quên một thời bom đạn. Vâng, 70 năm đã trôi qua nhưng dư âm hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vang dội trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Và sáng nay, một buổi gặp mặt tri ân những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã được diễn ra tại Hà Nội. Đã tròn 70 năm kể từ ngày rời chiến trường Điện Biên Phủ, người chiến sĩ Vũ Xuân Long thuộc đại đội 606, tiểu đoàn 8, trung đoàn 209, sư đoàn 312 vẫn không khỏi bồi hồi và tự hào khi nhớ về những ngày tháng binh nghiệp sông pha nơi trận mạc cùng với đồng đội của mình. Đơn vị của tôi là đơn vị trợ chiến vào yểm hộ bộ binh tấn công Hiêm Lam. Trong lúc đó thì pháo binh yểm hộ, súng cối yểm hộ và bọn tôi là đại liên súng Maxim thì bắn bịt vào các lỗ chô mai để cho địch không bắn ra được. Bộ binh ta mới lên. Đến vào khoảng độ 10 giờ thì hai quả bộc phá mở được phát khẩu đã mở được rồi. Thì bây giờ anh Phan Đình Giót cũng lên, cũng là lúc lên lớp lỗ chô mai. Thì quân ta bây giờ bộ binh mới lên được. Ta kết thúc hôm tổng công kích, tức là kết thúc 16 sư đoàn của Pháp, mà cũng là nhân dân ta đã chiến thắng và giải phóng được Tây Bắc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, suốt 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cầm vắt, cho đến những khi máu trộn bùn non, nhưng quân và dân ta vẫn kiên cường, gan không núng, chí không mòn. Tất cả đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Điện, chữ Hán Việt ấy, là giữ vững, biên, biên giới, biên cương và phủ là cái cơ quan đơn vị hành chính quân sự. Chúng ta thấy được cái giá trị quyết định, cái ý nghĩa quyết định, cái đỉnh cao và cái thời cơ, cái thời điểm trên trường kỳ lịch sử, trên mênh mông của dân tộc và thế giới và trên kéo dài của các thế hệ thời gian. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là lời nhắc nhở về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, về trách nhiệm gìn giữ và phát triển đất nước của các thế hệ đi sau trong thời bình. Mặc dù bên ngoài thì bom rơi đạn lạc rất là nhiều, cái không khí khốc liệt rất là nhiều, nhưng mà họ đang mang trong mình một cái lòng dũng cảm, lòng nhiệt huyết, một cái đam mê của tuổi trẻ khi mà họ đã đoàn kết ở bên nhau để có thể chống lại được dòng ngoại xâm.
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã trở thành một thiên sử vàng chói lọi của dân tộc, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ mai sau. Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm soát, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu, kịp thời phát hiện rủi ro, nhất là các doanh nghiệp chưa kết nối tự động với cơ quan thuế, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp ngay từ quý 2. Cục Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế xử lý nghiêm đối với hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ theo quy định. Trường hợp phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm thì kịp thời xử lý hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cấp dưới đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần theo quy định. Báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế trước ngày 20 hàng tháng. Thời gian qua, hàng chục hộ dân tại xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai liên tục cầu cứu về việc trang trại chăn nuôi heo tại đây gây ô nhiễm khiến họ phải sống trong môi trường ngột ngạt, khó thở do mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm đến chính quyền địa phương và chủ trang trại, tuy nhiên sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các bên liên quan khiến cho cộng đồng dân cư nơi đây cảm thấy rất bức xúc. Máy múc chắn ngang đường cùng băng rôn ghi dòng chữ trại heo ô nhiễm là những gì mà hàng chục hộ dân ở thôn Ya Sa và Tân Nung, xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai dùng để ngăn chặn đường vào trại heo mà họ cho là gây ô nhiễm. Theo người dân tại đây, từ khi xuất hiện hai trại heo gần khu dân cư đã khiến cho môi trường sống của họ bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Không những thế, việc chất thải của trang trại này thường xuyên bị rò rỉ ra ngoài cũng khiến nhiều diện tích đất canh tác của họ chịu ảnh hưởng. Mùa này này là trên mạn Tà Lung là ảnh hưởng nhiều nhất. Đấy, còn nếu như cụm trên của thôn Ea Xóa Cũ á, là gần như cái trại kia là gần như quanh năm. Đấy, còn cái cụm này là tới đây này, đảo gió về mùa mưa là cụm này ảnh hưởng nhiều nhất. Nhằm giảm bớt căng thẳng cũng như tránh tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương, huyện Chư Sê cũng đã thành lập đoàn xuống tiếp xúc và làm việc với người dân nhằm tìm giải pháp để tháo gỡ. Tuy nhiên, điều khó hiểu là khi thấy sự xuất hiện của phóng viên, nữ lãnh đạo phòng tài nguyên huyện Chư Sê lại từ chối quyền tác nghiệp một cách trái pháp luật. Vị này còn khẳng định nếu có phóng viên tác nghiệp thì sẽ hẹn họp dân lại lần sau, bất chấp sự phản đối của người dân. Yêu cầu dừng là cơ quan quản lý là chúng ta đang đối mặt với dân và là thành phần hôm nay đã bị khác cái hệ thống chính trị của thôn và của xã. Do vậy ở đây là một hàng bộ đề nghị xã là không để cho cơ quan quản lý tham gia. Nếu như trường hợp mà cơ quan quản lý mà vẫn cứ thực hiện những nội dung như thế này á, thì chúng ta sẽ hẹn với nhau làm một cái buổi làm việc công tác. Theo tìm hiểu, cả hai trại heo này đều cùng chung một chủ với quy mô 10.000 con và nằm cách khu dân cư chỉ chưa đầy 1 km. Việc gây ô nhiễm thường xuyên và liên tục cho thấy sự thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ trang trại. Cùng với đó, thái độ né tránh của chính quyền địa phương cũng đã khiến vụ việc càng trở nên phức tạp. Hơn hết, việc ô nhiễm kéo dài đã làm tổn hại đến sức khỏe cũng như bức xúc của những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố dự thảo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án này nhằm thực hiện đa mục tiêu như là phải thích ứng được với biến đổi khí hậu, giảm lượng khí metan do canh tác lúa gây ra, đồng thời góp phần nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Một cây lúa mà đến 2 lô nhận, đó là chuyện không tưởng người nông dân. Tuy nhiên thì đây là thực tế cỡ cánh đồng lúa 5 hecta ở hợp tác xã Tân Long, gạo sạch Du Thủy. Trong vụ này, nếu sản xuất đúng quy trình và nông dân sẽ có thể bán carbon. Theo ông Nguyễn Nhân Thích, giám đốc hợp tác xã Tân Long, 5 hecta lúa này được thí điểm mô hình canh tác lúa theo hướng giảm phát thải carbon. Qua đây nhằm giảm chi phí đầu vào ở nhiều khâu, đồng thời tăng năng suất, giá trị hạt gạo và nguồn thu nhập cho người dân. Thứ nhất là cây lúa làm ra gạo lúa là giảm phát thải thì bán được giá là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người nông dân cũng cùng diện tích đó. Trước đây thì thu hoạch thì chỉ có lấy dụ vài 30 triệu trên 1 hectare. Nhưng bây giờ chúng ta là tăng lên một cái là chúng ta được bán được tín chỉ carbon.
Đề án 1 triệu hecta lúa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn ổn định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả một cách tiếp cận và tư duy mới. Khó thực hiện nhưng sẽ kích thích không ngừng nỗ lực để tạo ra giá trị mới. Thông qua đó thì chúng ta thấy rằng cái ngành hàng lúa gạo chúng ta không đi một mình mà đi với bạn bè thế giới. Và thông qua đó thì chúng ta truyền đi một thông điệp rằng cái sự chung tay với cái hạt giới thế giới trong vấn đề an ninh lương thực này có Việt Nam ở trong đó. Đó là và chúng ta có trách nhiệm với thế giới thì thế giới phải có trách nhiệm với chúng ta. Hiện các địa phương đồng bằng sông Long đang triển khai kế hoạch thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tháng 8 năm 2024 sẽ có sản phẩm lúa giảm phát thải. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000 đến 500.000 hecta. Ở giai đoạn năm 2026 đến 2030, mỗi năm tăng thêm 100 hecta để đạt 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, các tổ chức cá nhân đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và khâu quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Việc xây dựng thương hiệu trên nền tảng số đã và đang hỗ trợ hiệu quả trong việc đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Trước đây, việc quảng bá sản phẩm của chị Uyên chủ yếu là marketing trực tiếp, nên số lượng khách hàng tiếp cận chưa nhiều. Chính vì thế, chị Uyên đã quyết định đến khóa tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các kiến thức cơ bản về kỹ năng xúc tiến thương mại trên môi trường số và kỹ năng kinh doanh xây dựng hình ảnh trên nền tảng số do Bộ Công Thương tổ chức cho các tỉnh Tây Nguyên. Nhờ đó, chị Thu Uyên đã tiếp thu thêm kiến thức quảng bá sản phẩm, đặc biệt là kỹ năng livestream bán hàng. Sản phẩm bên mình tốt, chất lượng thì đã có rồi và muốn tiếp cận được đến rộng rãi nhiều người hơn thì mình cần phải có những cái kỹ năng áp dụng cái xu hướng chuyển đổi số hiện nay công nghệ 4.0. Ngoài tăng lượng tương tác với khách hàng, việc quảng bá trên nền tảng số còn giúp giảm chi phí bán hàng, bổ sung giá trị gia tăng cho sản phẩm, là nâng cao nhận thức về thương hiệu sản phẩm và gắn thương hiệu với giá trị của sản phẩm. Đây là cơ hội tốt trong cái việc chuyển dịch cơ cấu khi mà bán hàng qua các kênh thương mại điện tử để cho doanh nghiệp đưa sản phẩm tiếp cận đến rất là nhiều khách hàng biết đến. Tuy nhiên chất lượng sẽ phải đặt lên hàng đầu và các yếu tố về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất hay là các yếu tố về đặc trưng và như đặc trưng vùng miền chẳng hạn, khu vực Tây Nguyên có cà phê chẳng hạn thì đó là những yếu tố mà có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp của vùng Tây Nguyên dù có sản phẩm đủ năng lực cạnh tranh, rất tiềm năng để đưa ra thị trường quốc tế nhưng còn thụ động trong công tác xúc tiến thương mại. Khả năng nắm bắt các thông tin thị trường và các cơ hội kinh doanh cũng như tiếp thị xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế. TikTok cũng phối hợp với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên để chúng tôi hỗ trợ chuyên gia để giúp các doanh nghiệp có thể là đưa các cái hàng hóa của mình lên trên các cái nền tảng thương mại điện tử để từ đấy là hỗ trợ cái công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm để giúp nâng cao cái kỹ năng số và giúp công tác xúc tiến thương mại của địa phương. Thông qua việc áp dụng kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, các doanh nghiệp sẽ cải thiện cách thức khai thác các công cụ và xây dựng được kịch bản thúc đẩy doanh thu, gia tăng hiệu quả bán hàng. Từ đó tạo dựng lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, nâng tầm giá trị thương hiệu của Việt Nam, giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị, cuối năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để tín ngưỡng thờ mẫu nói chung và hầu đồng nói riêng giữ được những giá trị truyền thống phù hợp với thuần phong mỹ tục, tác giả Lê Ê Linh đã có buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách Phạm Văn Kiêm và Trăm năm hầu bóng nhạc vần. Tại tọa đàm, nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Ê Linh, tác giả cuốn sách cùng các diễn giả đã có những chia sẻ, bàn luận về vai trò của nhạc và văn trong tín ngưỡng hầu bóng và những đánh giá về những đóng góp tìm tòi của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm trong thực hành tín ngưỡng giai đoạn 1900-1990. Ta nghe một cái nhạc hầu đồng nổi lên thì nó là một cái không gian đó đã trở thành linh thiêng rồi. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nếu nhạc mà thực hành đúng, cung văn hát đúng, bởi vì mỗi một vị thánh nó có một cái làn điệu âm nhạc khác nhau. Lời văn đã khác rồi, làn điệu lại khác. Nhưng mà các cái vị thánh nó có các vị nam thần, các vị nữ thần. Vậy thì các vị nam thần nó có những cái tính chất âm nhạc khác nhau, nữ thần có tính chất và có làn điệu khác nhau. Thế khi hát đúng lên như thế thì giúp cho mọi người hiểu được là cái diễn biến của cuộc lễ nó đến đâu.
tác phẩm Phạm Văn Kiêm và Trăm Năm Hầu Bóng Nhạc Văn viết sâu về ngôn ngữ âm nhạc và cấu trúc thực hành hầu bóng, đồng thời sưu tầm và công bố di cảo gần 200 bản văn cổ của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm. Các bản văn của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm còn được đối chiếu với những bản văn cổ xuất bản bằng chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ 20, một giai đoạn then chốt trong sự biến thân của thực hành tín ngưỡng. Câu từ mà mọi người hay sử dụng, mọi người sử dụng, mọi người nhiều khi là nó mang tính chất là Hán Việt, cho nên mọi người không hiểu hết nghĩa của nó được. Và nhiều khi cơ quan quản lý nhà nước khi mà kiểm tra cái việc hoạt động thực hành nghi lễ cũng như là di sản văn hóa phi vật thể hát chầu văn của Việt Nam ấy, thì mọi người cũng không biết là mọi người đang hát đúng hay hát sai. Thì ở đây thì do cái góc độ là tôi có biết được chữ Hán, cho nên là tôi cũng là người thực hành tín ngưỡng nữa, cho nên là tôi đã hiệu đính lại để cái người học, đặc biệt các bạn cung văn trẻ ngày nay, khi học cần có tài liệu để tham khảo. Tín ngưỡng hầu bóng đã chứng tỏ được rằng mình là một phần của lịch sử văn hóa Việt Nam, và nhạc văn đã trở thành hệ thống kinh điển của tín ngưỡng. Cuốn sách Phạm Văn Kiêm và Trăm Năm Hầu Bóng Nhạc Văn sẽ là một tài liệu quan trọng cho những độc giả, các nhà nghiên cứu quan tâm đến tín ngưỡng hầu bóng.